Đây bắt đầu các vị đi tham quan khu vực Hội An đây. Tại mình 50 năm rồi. Khách sạn IV hả? Ô Trang có viết cuốn sách vợ hả? Wonderful. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xe. Đây phái đoàn có thêm 3 người từ thành phố vào chơi. Đây hello. Có Bích, có Trang. Đây chào. Này là sau chuyến này thì em nổi tiếng thế giới phải không? Dạ. Đây là Lê Ngọc, cameraman của chị Lê cả. Đây cái sign của Hội An đây. Sign của Hội An nha. Nhà thờ Hội An. Quán cà phê. Jenny đã trở về phố cổ. Nhà này cổ dễ sợ không nè. Phong anh đi không chịu lấy cái máy anh chụp hình anh đi.